Vâng, điện tử Cao Phong xin chào các bác và anh em đam mê âm thanh và yêu ca hát. Trong video hôm nay, điện tử Cao Phong test chất âm những chiếc cục đẩy hàng bãi xịn chạy 16 sò sắt Mexico và 16 sò than Toshiba, hàng rất đẹp. Các bác đang được ngắm nhìn. Trio model là S1.6, mặt phay nhôm, màu gold rất là sang chảnh, bắt mắt. Hai cửa sổ làm mát. Bảng tablo nằm chính giữa, các đèn báo tín hiệu, Activer, báo Protect, báo Singer và báo Clip. Công tắc bật tắt nguồn, hai volume chiết áp Kobe tinh chỉnh cực kỳ chính xác. Đó là hình thức bên ngoài rất đẹp, các bác đang được ngắm nhìn. Tiến về nội thất bên trong, rất là bất ngờ, đẹp xuất sắc luôn. Chạy với công suất là 16 sò, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 sò sắt Mexico, 8 trên 8 dưới là 16. Sò rất là đẹp luôn, sò xịn của Mexico. Và 16 sò than Toshiba. Đó, tổng hợp giữa sò sắt và sò than thì nó được mọi ưu điểm về chất âm, rất là khỏe căng và tiếng bát, tiếng rung rất là ấm. Và tiếng chắc rất là nảy, rất là tí tách. Cao Phong đang test chất âm trực tiếp từ máy tính vào và ra loa luôn. Chưa qua lọc, chưa qua vang nhưng phải nói là chất âm của nó cực kỳ hay, sạch sẽ. Đó, nguồn máy áp lớn, dây đồng xịn và dây đồng rất là to. Chạy với 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quả tụ lọc nguồn 4 chân, tụ rất lớn, điện áp cực kỳ cao, 15.000 microfarad, 80V, đó, rất là chất luôn. Technology from USA 27/7/2007. Tất cả dây dặn đi rất là to và xịn sò, hàng đẹp xuất sắc luôn, bên vỉ sáng choang, rất đẹp. Bao zin tuyệt đối cho các bác và anh em đam mê âm thanh những chiếc cục đẩy chạy với công suất 16 sò sắt Mexico và 16 sò than Toshiba. Tổng hợp giữa sò sắt và sò than thì các bác sẽ được ưu điểm vượt trội về chất âm rất hay. Với công suất của chiếc cục đẩy Trio S1.6 này, nó đánh căng cho các bác hai cặp full bass 30 và chép kèn. Đó, rất là khỏe, tuyệt vời để các bác ghép vào cấu hình âm thanh karaoke và nghe nhạc trong gia đình. Đó, các bác đang ngắm nhìn Cao Phong quay rất dần, rất là chi tiết rõ nét từ ngoại thất, nội thất của chiếc cục đẩy Trio S1.6, hàng cực đẹp luôn. Đấy, bao zin tuyệt đối cho các bác, nội thất bao zin tuyệt đối và ngoại thất bao đẹp cho các bác luôn. Nó đẹp cả từ cái nắp đậy thưa các bác, rất đẹp. Các bác nhìn đây, em quay rất là dần này, chi tiết này, mặt mũi của nó, mặt phay nhôm thẳng căng luôn, không một chút móp méo sứt sở nào luôn, rất đẹp, có thể nói là đẹp tuyệt đối luôn, đẹp xuất sắc luôn. Khung sườn này thật căng. Đấy, thẳng tắp luôn. Đấy, rất đẹp luôn, các bác nhìn này, quay rất đẹp, rất là dần. Đó là ngoại thất, xung quanh nội thất bao đẹp này, các bác nhìn này, tất cả còn nguyên keo của nhà sản xuất hết, rất xịn, rất zin. Những chiếc cục đẩy Trio S1.6, nhắc luôn cho các bác là phía đằng sau nó kết nối và tinh chỉnh đầy đủ hết các chế độ gạt cho các bác nhé, nên các bác yên tâm. Và đường kết nối ra loa là bằng vừa rắc Canon vừa rắc gen xoáy, rắc New Trick, còn đường vào bằng rắc Canon và line sang đẩy khác bằng rắc Canon. Đấy là phía đằng sau đầy đủ hết các chế độ đánh gạt 4 ohm, 8 ohm, gạt Bright, Shifter, Mono, đầy đủ hết. Đấy là các bác yên tâm, các bác không phải hỏi là đằng sau có những cái chế độ nọ chế độ kia hay không, mà nó đầy đủ hết. Lát em quay bác nán lại một chút, em quay phía đằng sau cho bác. Đây, nội thất rất đẹp luôn, rất đẹp, rất sáng và rất là xịn, rất zin. Tất cả các dây dợ này đi toàn dây to này các bác nhé. Đó, dây to và đi rất là gọn gàng, khoa học nhá. Đó, các đường dây đi rất là khoa học. Các bác đừng ngắm nhìn, quay rất là dần kỹ cho các bác để các bác mua được những chiếc cục đẩy đẹp như này, rất đẹp luôn. Đó, quay phía sau này, đây là phía sau này, kết nối ra loa bằng vừa gen xoáy này, vừa rắc New Trick này, kết nối đường vào bằng rắc Canon này, line những dãy khác này đầy đủ hết này, các chế độ gạt này đầy đủ hết các chế độ gạt nhé các bác nhé. Đó, đây, Technology from USA, hàng rất là chất. Đây là hàng hãng, có đầy đủ cả số lô, số series này. Đấy, đây là phía sau thì có yên tâm, nó đầy đủ hết, đẹp xuất sắc, những con đẩy rất là giá trị luôn. Trio S1.6 đánh căng hai cặp full bass 30, công suất khỏe, chất âm cực kỳ sạch và hay. Quay rõ nét dần để các bác cùng ngắm nhìn. Đó,
Các bác có nhu cầu xin mời các bác liên hệ điện tử Cao Phong số điện thoại 07722600096 để sở hữu cho mình những chiếc cục đẩy xo sắt Mexico xịn và xo than Toshiba tổng hợp, trong những chiếc cục đẩy hàng đẹp xuất sắc luôn, bao xịn bao đẹp cho các bác và chất âm bao hay đó. Sau đây Cao Phong sẽ nhấn volume lên để các bác cùng thưởng thức tiếng nhạc của nó cực kỳ hay và sạch. Con này hát karaoke cũng hay và nghe nhạc cũng rất là hay. Vâng, một lần nữa điện tử Cao Phong xin cảm ơn và chúc các bác cùng gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong lĩnh vực cuộc sống. Tiếng rất hay luôn đó. Quay xa này rất đẹp luôn này. Đặt cái nắp này nhá, các bác nhìn nó đẹp vào cái nắp này luôn này. Nắp rồi còn rất là đẹp. Em úp qua nhá, úp qua cái nắp, các bác ngắm nhìn cái nắp rất là đẹp luôn.